37 người trong trường học chết do Israel không kích. Quân đội Israel đã không kích một trường học do Liên Hợp Quốc quản lý ở miền trung giải Gaza ngày 5 tháng 6, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng. Theo Israel, trường học này là một cơ sở của lực lượng Hamas. Vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian hòa giải gồm Mỹ, Qatar và Ai Cập đã nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột kéo dài gần 8 tháng qua. Bệnh viện Al-Aqsa cho biết đã tiếp nhận 37 thi thể người thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel. Quân đội Israel khẳng định đây là vụ tấn công chính xác nhằm vào một cơ sở Hamas đặt trong trường học do Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine quản lý. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ cáo buộc này. Ngoài vụ không kích trên, các nguồn tin cho hay Israel cũng đã tiến hành oanh kích khu vực phía đông và trung tâm thành phố Rafah, miền nam Gaza, khiến nhiều người thiệt mạng. Theo thống kê của Hamas, kể từ khi xung đột nổ ra ở Gaza hồi đầu tháng 10 năm ngoái, đến nay đã có hơn 36.500 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường. Chiến sự tiếp diễn căng thẳng trên thực địa trong bối cảnh truyền thông đưa tin một cuộc họp đã diễn ra giữa đại diện Qatar, Ai Cập và lực lượng Hamas ở Doha để thảo luận với một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, cũng như trao đổi con tin và tù nhân giữa các bên. Đại diện của Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine cũng đã tới Cairo để trao đổi với giới chức nước chủ nhà Ai Cập về những diễn biến mới nhất trong xung đột, cũng như những nỗ lực thúc đẩy vận chuyển hàng cứu trợ tới Gaza. Trong khi đó, các vụ động độ qua biên giới cũng gia tăng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban trong những ngày gần đây. Thủ tướng Israel tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho một chiến dịch mạnh mẽ dọc biên giới với Liban để khôi phục an ninh ở miền Bắc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định bất kỳ hành động leo thang nào tại đây cũng đều gây ra nguy cơ với an ninh của Israel.